em á là em đàn ép A đấy mấy anh chị, cái em nói chuyện với nhỉ kia nó kêu là giờ ai đời nào lên mạng giờ chỉ có chưa Counter Strike, nó có bồ nó có người yêu ấy. Cái xong rồi hồi em nghĩ là chắc qua nhà nó chưa Counter Strike, em đang bắn mà có thằng ngu nào nó cứ bay vô chắn đường em á, bực bội em bắn phát hết trò nó chết mẹ luôn. Em bắn đồ quà trúng thiệt, đời mờ chết thật đấy. Nó nghĩ đang căng thẳng. Nói chung là cái thằng trước mặt em đang ngồi bắn Counter Strike mấy anh chị à, mặt nó ngố vừa lờ ra và nó mới bị headshot một phát ấy. Ờ mấy anh chị nghe chưa, nó mới giết được đứa đấy, nghe thế cơ. Tỷ năm, cái tỷ năm mới giết được một đứa cover mà. Bây giờ em mới coi lại đi. Một em đấy, tập đi đi mốc lớp rồi bà. Ôi giờ trò chuyện nóc nhà bà. Uầy uầy uầy, thanh niên manh động ở đây. Ôi, chỉ được một thằng. Hai thằng. Ôi, 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 nó đang đầu rồi, nó đang. Ủa, em còn sống hay chết rồi? Chết rồi. Ôi, ôi, có thằng nào nó đứng đầu chị em luôn đi. Anh đứng đằng sau cái xe ngoài cửa. Ngoài cửa, cửa nào cũng được, chứ biết đâu. Cửa lớn á, cửa lớn á. Ôi, cái chỗ nào gần anh nhất á. Trời ơi, mặt thằng còn đầu lên. Cái xe. Xe này, ủa, không, xe này. Ê, anh ăn cho mình nóc, trên nóc, trên nóc, trên nóc, trên nóc, trên nóc, 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 nhà. Má nó đẹp lắm vậy. Đó, cái chơi gian lận đó mà chơi gian lận một cách legit đó. Yeah, bitch. Yeah, không được Ê, em cũng được cú. Không được MVP. Em còn đôi cái clip mà em chém anh như đúng rồi mà. Lát gửi anh cũng được. Mày, em mất full clip luôn đúng không? Ừ, anh đau dành bỏ vô. Có gì để em gửi clip góc cho anh. Ừ, chứ em ờ, em mất 180 rồi, đâu cần gì nhé. Để anh đau dành rồi, cũng được. Để nghĩa việc, nghĩa bị Ở đốc nhà, đốc nhà, đốc nhà. Đốc nhà, đốc nhà. Cái sổ nãy nó một thằng đúng rồi, còn thấy đâu hết á. Có đứa nóc nhà không thấy đâu ta. Ở có một thằng đứng hai thằng đứng trên cửa mà cửa mà cửa hậu ta. Cửa hậu nào? À cửa hậu mà phía trên phải không? Ờ đang lên rồi. Ở cửa đó, cửa đó. Có hai cái nhà. Còn cái nóc đó, nóc ngoài cửa anh đi ra ngoài cái nó bắn anh liền nữa. Mà bông quăng quăng smoke ở bông quả bông bông. Từ từ có thằng đứng trước cửa rồi. Thằng đi vô ống thòng. Ống thòng phải không? Này nè. Đấy, thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mấy thằng đứng trước cửa rồi ba. Ngoài đứng trước cửa. Tàu điện ngầm đó. Cái này cầm. Surprise, motherfucker. Ê, ê, đồ, đứng lắm anh hôm nay. Má, tập thịt chứ. Ê. Vô mạnh hết hồn luôn mà. Thằng đứng ngoài đục cửa rồi mà. Nó sẽ chết lẻ em ấy. Ồ, còn sống mà. Em nói chuyện với anh cứ tưởng em chết rồi, nó chết đúng lẹ luôn. Tùy mà. Vậy mà anh tưởng em chết đi. Chơi flashbang gì đi. Ây mẹ.
dần trời. Ủa, anh đứng ngoài cửa hồi nào không hay vậy? Nó đồng đội bắn kinh vãi đái. Một em cũng mới thấy là nôi rồi. Ừ, má anh cũng thấy lắc rồi. Ê, coi thằng các chiến sĩ em thường em chơi ta. Thường em có một team set vô. Có chơi là ngon rồi. Ôi má bắn xịt máu vậy không chết. Đồ má thằng khác bắn ghê chứ. Ơi ơi, hình như cửa sau đúng không? Cửa sau. Dưới chân. Dưới. Ờ, ok, thấy rồi. Nhào vô cái nhà nào. Nó đứng trụ đây luôn. Nó không chạy đâu mấy thằng. Chết rồi bà. Có một thằng nữa. Còn có thằng đó chứ mấy. Giữa sân rồi. Thế còn có mình đó à. Nó chuẩn bị chết bây giờ. Một mình nó chắc bốn đứa. Đó, tao nói rồi mà. Trừ khi nào thắng. Lâu lâu lên đầu được bữa thì may ra là thắng. Cái cây sen xôn nó nhìn cái này của bạn. Ừ, mềm nó cỡ nhiều. Anh có, anh thấy anh dùng cái cây Water lên tội cũng dễ thương quá đấy. Em nhìn cái này bắn luôn mà. Anh không quen cái tech này lắm. Tech này súng lục giống như chút lũ liên mà. Ờ, mấy cái đó kinh nó đáng luôn. Ôi ôi mẹ. Hai thằng đứng ngoài nha. Đấy có thằng nào chiến đấu không? Không, anh chưa chết nên đâu biết đâu. Đến coi, đến coi. Cái này mới vô chết luôn á mấy. Không có ba, không có, chiến đấu không có ba. Học lớp rồi chứ. Ở ngoài hai thằng mà lại anh thấy. Áo gò đúng cái chỗ đường bay xong. Ây trời mấy đâu. Rồi chết rồi, chết rồi. Đã xuống lục, đã băng đạn. Nó chỉ hướng phát bay hết tháo luôn á. Trời còn hàng ngoài đó, còn hàng ngoài đó. Ơi còn hàng đường cửa sau đó rồi.